Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Hồ Đức. Showroom em là siêu thị ô tô Hà Nội 389 nha. Địa chỉ là siêu thị ô tô Hà Nội 389, địa chỉ 389 quốc lộ 13, hiệp Bình Phước, thành phố Hồ Đức nha chị. Đây là mặt tiền đường bên showroom hơn ha, bên kia em hơn có gara, như là bảo dưỡng sửa chữa nha. Bảo hiểm anh chị em nào có nhu cầu cần hỗ trợ về chịu sửa chữa bảo dưỡng hoặc là bảo hiểm xe liên hệ em hơn. Đối diện là Suzuki ngôi sao nha, bên đây là Hyundai Việt Hàn, bên em hơn là ngay con lương là quẹo vào là vào luôn nha anh chị. Rồi bài con lương nó khá là dài. Ok, và trong video clip ngày hôm nay em hơn xin cập nhật cho anh chị em những mẫu xe đang bày bán tại showroom nha. Tại em hơn đang còn thu mua rất là nhiều các dòng xe luôn, anh chị em nào đang có nhu cầu cần đổi xe bán xe liên hệ cho em hơn nha anh chị, giá là mua cam kết cao nhất thị trường. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ hơn. Ok. Rồi em hơn xin giới thiệu với anh chị vài mẫu xe mới về đi. Đầu tiên em hơn là hôm nay về được một chiếc xe Toyota. Đây là mẫu Toyota Corolla Cross phiên bản V đời 2022 nha anh chị. Chiếc này thì là màu đỏ và chạy được 25.000 km nha, đời mới luôn, con này bản đầy đủ hết. Sẽ có cửa sổ trời, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense và camera 360 độ. Đây là đèn chiếu sáng, sẽ được trang bị là đèn LED nha chị nha. Đèn chiếu sáng màn bi LED và sẽ có thêm LED ngày định vị đây này. Cảm biến trước nha. Rồi. Xe này sơn zin còn rất là nhiều luôn. Corolla Cross là một trong những mẫu xe hiện tại là tiêu chuẩn ở Việt Nam, là gần như là giống như tiêu chuẩn ở Mỹ luôn nha anh chị. Nội thất thì còn rất là mới nha. Đây. Anh chị em nào mà đang tham khảo mẫu Toyota Cross mà đập hộp mua mới thì tham khảo qua chiếc xe lướt này. Con này thì khá là mới anh chị, ghế ga, ghế ghiếc đồ là như mới luôn. Mà nếu như mà mua con G thì hiện tại giá xe của con này khá là mềm. Mẫu này em hôm nay bày bán giá lanh quanh rẻ hơn cả mẫu G lăn bánh mới nên gì. Mà chúng ta được bản V luôn, đời 22 thôi, đời 22 coi như là ít hơn một đời, mà chúng ta tiết kiệm đâu đó được khoảng là 200 triệu so với lại mua xe mới ha. Xe mới bản V lăn bánh này gần tỷ anh chị. Đấy, vỏ sơ cua là chưa qua sử dụng luôn nha con này. Thì anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ hơn qua chi tiết nha. Con này như em hơn chưa lên clip, chắc là để gắn sắp xếp là lên chi tiết clip cho anh chị xem luôn. Con thì cam kết cho anh chị em là về cứng đụng ngập nước nha, cũng như là một số nguyên viên. Con này cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu gì, 1.8 nha, chỉ từ 6 đến 9 lít thôi. Rồi, mẫu xe này thì bên em Hưng đang chào bán với giá là 785 triệu còn thương lượng nha. Anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em Hưng, và xe có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá, thì anh chị em cũng chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là khoảng 300 triệu nha, khoảng 300-350 đó là có thể lấy được xe. Em Hưng hỗ trợ trả góp toàn quốc nha, anh chị em mà quan tâm thì liên hệ em Hưng. Rồi, tiếp theo thì em Hưng sẽ giới thiệu với anh chị là một chiếc xe cũng khá là hot ha. Hot là nhất là form đẹp, và thứ hai là giá hiện tại rất là mềm. Con này nếu anh chị tập hợp lăn bánh mới thì khoảng 1.450 tỷ, nhưng mà hiện tại chiếc xe này đời 2021 form mới nha, form 22 luôn. Anh chị tiết kiệm đâu đó được khoảng là 600 triệu. Quá khủng khiếp anh chị. Quá khủng khiếp luôn. Con này là chiếc Peugeot 5008 nha. 5008 phiên bản là Allure 1.6 turbo 7 chỗ ngồi. Mẫu SUV cao cấp nhất của hãng Peugeot nha anh chị, form mới 5 cọp nè. Xe ô tô mới được có 20.000 km thôi. Ở bản Allure là bản full rồi, nó còn một bản cao cấp hơn là bản GT thì sẽ trang bị là nâng cấp hơn thêm bản trình nha. Con này vẫn có đầy đủ như là 8 túi khí của số trời, panorama, cảm biến trước sau nha, rồi cảnh báo điểm mù, cảnh báo lật làn. Chúng ta sẽ có viền cửa sổ máy nóc đầy đủ hết. Dòng Peugeot đặc biệt là thiết kế nội thất cực kỳ đẹp, ngồi rất là êm nha anh chị nha. Xe này phong cách kiểu là thể thao, chạy cực kỳ êm. Đây, vô lăng và thiết kế dạng xe đua ha, có lẫy số thể thao nè. Đấy, màn hình này đã lớn hơn, chưa bóp siêu luôn. Ô tô 19.000 km nha. Rồi, mẫu này thì hiện tại em Hưng đang bày bán với giá là 850 triệu nha anh chị.
850 triệu nha, và có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, thì anh chị em chuẩn bị đâu đó khoảng 300-350 là lấy được xe. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ em hơn nha, xe thì hỗ trợ trả góp xong 3 tỉnh thành luôn. Thì em hơn có một chiếc xe 5 chỗ gầm cao nữa, giá này cũng khá là mềm anh chị, một xe sang. Đây chiếc trước mắt anh chị là chiếc Range Rover Evoque đời 2012 nha. Cái này lăn mua mới lăn bánh là khoảng 4,5 tỷ, nhưng mà hiện tại đời 2012 này giá chỉ còn chưa khoảng 720 triệu thôi anh chị. Em Hưng đang chào bán 720 triệu anh chị. Con này cực kỳ hay nha, 13 loa Focal, nội thất kem. Con này được mệnh danh là nữ hoàng SUV nha anh chị. Nữ hoàng SUV. Một chiếc mẫu SUV cỡ nhỏ gầm cao. Range Rover như chị cho biết thì Range Rover là của thương hiệu là Land, tên nó dài Land Rover, Range Rover nha anh chị. Con này thì máy 2.0 turbo super siêu nạp nha, rất là khỏe nha anh chị, đến 200 hơn 200 ngựa luôn. Rồi con này em hôm nay chạy bà bán là 730 triệu nha. Rồi anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ em hơn nha, giá còn thương lượng. Xe đời 22 thì hiện tại không hỗ trợ trả góp được nữa anh chị. Rồi đem hơn đi vào vài mẫu xe trong này nha, một mẫu xe nó mềm hơn, dễ tiệm cận hơn anh chị. Chứ mà anh chị thì hiện tại bên em Hưng đang có một dàn xe Kia Sedona và Kia Sorento, cũng như có Honda CR-V, Hyundai Santa Fe và Peugeot. Giá thì cũng hiện tại khá là mềm anh chị. Chắc là em Hưng sẽ đi từ mẫu Sorento đi. Trước mắt anh chị đây chiếc Kia Sorento. Kia Sorento đời 2016 bản full nha anh chị. Bản full cao cấp. Xe chạy được 90.000 km chuẩn nha. Coi như là 7 năm rồi, mỗi năm đi được khoảng đâu đó là 15.000 km anh chị. Chưa tới 15.000. Bản full nha, xe cực kỳ đẹp luôn, đèn nó sáng trưng. Sơn zin là còn nhiều nha, sơn zin còn nhiều anh chị. Xe nhìn cực kỳ thích luôn. Đặc biệt là nội thất chủ đi rất là kỹ nha. Con này giá hiện tại rất là mềm. Thời điểm anh chị lăn bánh mới thì đâu đó khoảng là hơn tỷ. Mà hiện tại thì em hôm nay chào bán lên quanh 500 triệu anh chị. Giá nó còn lên quanh 500 triệu rồi. Và còn thương lượng nha. Nội thất này rất là đẹp ha, ghế điện nha. Bản full sẽ có cửa sổ trời panorama nè, 10 túi khí và đề nổ startup. Vô lăng cường số, những chi tiết da trên xe này. Đấy, nhìn nguyên bản xe thì động cơ xăng 2.4, khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Có chế độ eco nha, con này chạy thì lên quanh đâu đó nó chỉ ngang với Innova 2.0 thôi anh chị. Đấy, cái này thuần 7 chỗ ngồi nha, đầy đủ hết, sẽ có cúp điện. Chỉ có sẽ có con này không có cúp điện nha, sẽ có cửa gió, ba hàng cửa gió đầy đủ hết luôn. Đấy. Rồi ok, con này là sơn zin còn nhiều nha anh chị nha, rất là đẹp. Em Hưng thì cam kết cho anh chị em về cứng độ ngập nước, 4 vỏ Michelin là chủ vừa thay luôn nha. Rồi ok, và mẫu xe này hiện tại bên em Hưng đang chào bán với giá là 520 triệu nha anh chị, và vẫn còn hỗ trợ trả góp luôn. Anh chị em chuẩn bị đó tầm khoảng là 200 hơn thôi là lấy được xe nha. Em Hưng hỗ trợ trả góp xong 3 tỉnh thành. Ok, anh chị em chỉ cần chuẩn bị em giúp em Hưng một điều thôi là đừng có nợ xấu là được nha. Không nợ xấu là em Hưng hỗ trợ được hết cho anh chị luôn. Không cần nguồn thu rồi nọ nha, em Hưng thợ xử lý được, nhưng mà anh chị cam kết là không nợ xấu là được nha. Rồi, cũng một chiếc Sorento nữa. Chiếc này thì đời cao hơn nhưng mà giá lại gần bằng anh chị. Con này là đời 2019 nha. Đời 2019 Kia Sorento, máy xăng đời 2019 nha. Nhưng mà con này là bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cửa trời. Ở bản tiêu chuẩn này sẽ cắt đi vài option, ví dụ như là không có cửa sổ trời nè. Đèn trước nó không có rửa đèn, và nó sẽ là có trang bị là hai túi khí. Đấy, và không có đề nổ startup. Đơn giản gì chỉ vậy thôi anh chị. Nhưng mà giá thì mềm hơn ha. Mặc dù con này đời 2019 nhưng mà giá hiện tại con này lanh quanh đâu đó nó khoảng là em đang hơn đang chào là 595 triệu thôi. Rất là mềm nha anh chị, rất là mềm, 595 triệu. Nhưng mà được đặc quyền đặc biệt là cái con này đời 2019 nó lại hãng là trang bị cho màn hình là Android nha, và có những hỗ trợ dẫn đường cảnh báo tốc độ luôn. Đấy.
rất là đẹp anh chị. Con này giá hiện tại cũng dí ngang với lại Innova đời bản số tự động đời 2019 thôi. Nếu mà anh chị em nào phục vụ gia đình tham khảo qua mẫu này, Kia Sorento phiên bản là máy xăng tiêu chuẩn nha. Đây em phần quay chi tiết cho anh chị nội thất nha. Con này chạy mới có 50.000 km thôi, rất là mới. Cũng ghế da zin chỉnh điện đầy đủ hết nha anh chị, nói chung là đầy đủ hết. Gần như là không có thiếu option gì nha, chỉ có là không có cửa sổ trời thôi. Đấy. Rồi. Giá em Hưng đang chào bán. Em Hưng bên em Hưng thì báo giá là chính xác thị trường anh chị nha, nhiều anh chị mua thời điểm giá nó cao, nay giá nó mềm đúng rồi. Con này 595 triệu vậy mà còn thương lượng nha. Cực kỳ rẻ, xe chưa bao giờ rẻ như vậy. Anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ em Hưng nha, hỗ trợ trả góp ngân hàng. Con này cũng chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 200 250 gì đó là lấy được xe nha. Rồi. Ok. Em Hưng sẽ đi qua một mẫu những SUV. Mẫu SUV ví dụ như là em Hưng đang có chiếc Honda CR-V. Honda CR-V đời 2020 bản L anh chị, nay rất là rẻ luôn. Con này là bản L nhập Thái nha, thời điểm nó giá niêm yết của nó là cao hơn con xe xin Việt Nam mình luôn anh chị. Xe Thái thì chị biết rồi đó, xe Thái lúc nào cái chất lượng lắp ráp nó cũng nhỉnh hơn so với xe lắp ráp Việt Nam mình. Nên là đời 20 này sẽ có hai mẫu, mẫu nhập Thái và mẫu lắp ráp Việt Nam là xe xin. Nhưng mà mẫu hai giá đều gần như là bằng nhau, nhưng có thể là nhiều chỗ là con nhập Thái còn đắt hơn cả con xe xin Việt Nam đó anh chị. Tại vì nó chỉ khác mỗi form dáng vẫn thế nha, chỉ khác mỗi là có cái thêm cái những cái cảm biến của Toyota thôi, nhưng mà nhiều anh chị lại không thích nha, thích cái chất xe. Quan trọng là do mình chạy, mình phải là chủ động, mình phải là người quản lý chiếc xe đó nha, xử lý chiếc xe. Thì như con xe này là bản L, bản cao cấp nhất đời 2020. Chạy mới có 48.000 km thôi, cũng lên khá là nhiều được chơi như màn hình có hát dẫn đường, cảnh báo tốc độ nè, màn hình việt map có dẫn đường, cũng có quay trước quay sau luôn. Nên những cái ốp nội thất như ốp gỗ rất là đẹp ha chị ha. Những cái chi tiết tắp lô được chủ xe là ốp gỗ anh chị, ốp giả gỗ nè, rất là đẹp nha anh chị. Đấy, nhìn cái xe của chúng ta nó cực kỳ sang trọng luôn. Chúng ta sẽ có phanh tay điện tử và có auto hold ha. Ghế da gần như là zin nguyên bản anh chị, vỏ là zin theo xe nha, vỏ xe cua là chưa qua sử dụng luôn. Cửa sổ trời panorama, cốp điện ha, 8 tấn khí nhập Thái Lan. Tót sàn là đủ hết rồi, xe này gần như anh chị về chỉ đi thôi, không cần phải làm gì cả nha. Thì con xe này em Hưng đang chào bán với giá là 830 triệu nha anh chị, 830 triệu. Đối với những chiếc xe biển tỉnh như thế này á, hiện tại là nếu như anh chị đăng ký về thành phố nha, hiện tại là theo thông tư mới thì sẽ không tốn 20 triệu nữa nha anh chị, không tốn 20 triệu nữa nha. Như xe này mình đăng ký như những chiếc xe biển tỉnh luôn. Bây giờ ngay cả nhiều khi còn rẻ hơn cả biển tỉnh chị, tại vì lệ phí đăng ký về thành phố hoặc Hà Nội này chỉ có 150 ngàn thôi. Còn ở tỉnh thì nó đâu đó khoảng từ 150 ngàn cho đến 1 triệu nha. Đấy, cực kỳ gọi là hay nha. Thông tư mới có nhiều cái hay. Bù lại nó có việc có hồ sơ hiện tại nó còn khá là chậm ha. Rồi, con này em Hưng đang chào bán giá là 830 triệu nha anh chị. 830 triệu và hỗ trợ trả góp qua ngân hàng 70% định giá. Anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 350 là lấy được xe. Giá xe thì còn thương lượng khi anh chị em gọi trực tiếp cho em Hưng nha. Rồi, anh chị em quan tâm thì đừng ngại gọi cho em Hưng. Em Hưng hỗ trợ trả góp 63 tỉnh thành. Và anh chị em chỉ cần chuẩn bị cho em Hưng một điều thôi là không nợ xấu nha. Ok, tiếp theo là em Hưng đang có mẫu xe Peugeot 5008 Allure đời 2018 anh chị. Đặc biệt cái xe, mẫu xe này như cái con Peugeot màu đen đầu video. Thì con này á, là lăn bánh là 1.6 nha anh chị, mua mới là 1.6. Tại cái đời này á, mặc dù bản Allure cũng là bản Allure kia, nhưng mà option lại nhiều hơn nha anh chị. Option lại nhiều hơn, cái bản Allure mẫu mới thì lại bị cắt bớt đi, nâng nó lại nâng cho mẫu GT. Em này đời 2018 lăn bánh là 1.6, nhưng mà hiện tại giá chào bán chỉ ngang với chiếc Honda CR-V bản L đời 2018 thôi anh chị. Là giá em Hưng đang chào bán là 730 triệu thôi. 730 triệu nha, cực kỳ mềm luôn. Mà con này á, không phải là mình nói nha, nhưng mà Peugeot này mặc dù là lắp ráp ở Trường Hải thì có thể là nhiều có ngoài nhiều chỗ nó lắp ráp không được đẹp, nhưng mà cái cảm giác nó mang lại vẫn là của Peugeot xe Pháp nên vậy, xe châu Âu chạy đầm chắc, option lại ngon hơn CR-V anh chị. Nhưng mà nếu mà về độ mà gọi là bền bỉ lâu dài, đi lâu dài thì anh chị đi CR-V thì ok hơn.
Còn dù như mà anh chị em mà thích phục vụ cho bản thân đi đâu đó tầm khoảng 3-4 năm anh chị để đổi xe thì Peugeot nó một điều một cái mà gọi là một sự lựa chọn gọi là có thể là đáng suy nghĩ đến. Như là chúng ta sẽ có một đèn pin LED, đèn chiếu sáng pin LED đôi anh chị, cái đèn pin LED đôi này nó cực kỳ sáng nha. Cái đèn LED mà chóa halogen chóa này nó không bằng đèn LED bi nha anh chị, không bằng đèn LED bi đâu. Và đặc biệt này nó cảm biến trước nè, nó có cảnh báo lật làn luôn. Và đặc biệt là hàng Peugeot này nó sẽ có ghế massage, có ghế massage nha, nhớ vị trí ghế lái, và nó sẽ có bộ loa focal. Loa focal đâu ta, à loa focal đây anh chị, cực kỳ hay nha. Em Hưng nhắc đi nhắc lại trong nhiều video clip về bộ loa này, nó cực kỳ hay. Ngay cả những cái loa mà hợp men Canon hoặc là loa Bu ở trên Santa Fe đời mới hoặc là trên Sorento đời mới không sánh bằng luôn anh chị, không sánh bằng mẫu này luôn. Thiết kế nội thất này thì cũng giống giống như mẫu mới à, nó chỉ khác cái mặt đèn trước là nó hình nanh cọp thôi anh chị. Đấy, con này thì 7 chỗ ngồi nha, giá hiện tại là bằng CRV L28 thôi, là 730 triệu nha anh chị, và còn thương lượng luôn, chạy cực kỳ ngon anh chị. Và cái màu xanh này nó vừa là xanh dương mà nó cũng vừa là xanh lá đó, thì anh chị em nếu mà hợp mệnh mộc hoặc là mệnh, anh nghĩ là mệnh mộc mệnh thủy thì cũng hợp anh chị ha. Rồi, anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ Hưng nha, hỗ trợ trợ góp qua ngân hàng là 70% định giá. Anh chị em cũng chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 350 để được xe nha. Ok, tiếp theo em Hưng có mẫu xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu đặc biệt đời 2019 nha anh chị, nay giá quá rẻ luôn. Máy dầu đặc biệt đời 2019, con này lăn bánh mới thì đâu đó khoảng 1,4 tỷ. Con này vẫn động 4 bánh toàn thời gian nha, động 4 bánh toàn thời gian, xe chạy được 48.000 km, màu xanh dương rất là đẹp luôn. Nếu nói về SUV thành phố nha, không kể qua thương hiệu, nghĩa là thương hiệu đặt sau, quan trọng về trải nghiệm mang lại, thì theo ý kiến em Hưng sẽ chọn Hyundai Santa Fe nha anh chị, chạy cực kỳ đầm chắc, giá thì cao đó mà nhưng mà nó giữ giá hơn Peugeot. Đặc biệt là Santa Fe lại khá là giữ giá nha, cũng mặc dù làm đời nó dụ như nó hay đổi mẫu như Sorento đi, nhưng mà Santa Fe á chị, đời nào chạy cũng ngon hết, mình chỉ xem tầm tiền mình cỡ nào thôi, lựa con Santa Fe nào chạy cũng được anh chị, cũng đều ngon nha. Con này máy dầu động cơ mới hầm số 8 cấp, còn hớt màu đen, chạy 48.000 km, giá hiện tại đó chưa đáng thử thôi. Con này em Hưng đang chào giá chỉ có 840 triệu anh chị, quá rẻ luôn, 840 triệu nha, đời 2019, chạy có 48.000 km thôi, coi như là một năm điều đó được có hơn 10.000. Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% định giá, thì anh chị em muốn chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 300 rưỡi lấy được xe nha. Đèn LED nè, rồi loa, ghế da, cửa sổ trời, panorama, tấm đối khí thì đủ hết nha anh chị, cực kỳ ngon, cảm biến trước sau. Rồi anh chị em nào quan tâm liên hệ Hưng nha, hỗ trợ trả góp toàn quốc. À, chiếc Ford Everest này thì em Hưng bán rồi nha anh chị, bán rồi nha, đang chờ hết ký con giấy bổ sung đóng tiền nữa là giao xe. Em Hưng đang có con hai con đang có con Range Rover máy dầu, Range Rover máy dầu đời 2014. Con này là bản cực kỳ hiếm nha anh chị, cực kỳ hiếm luôn. Con này là mẫu con này là Range Rover Autobiography nha anh chị, máy dầu 4.4, sản xuất đời 2014, nhập khẩu Anh nguyên chiếc nha anh chị. Con này là dòng cao nhất của dòng thương hiệu Range Rover anh chị. Mua mới nó cũng ngang với lợi ích 570, nó khoảng đâu đó là 10 tỷ anh chị, 10 tỷ chưa bao gồm lăn bánh luôn nha. Mà form dáng khá là đẹp ha, mặc dù ví dụ như là so với mẫu mới nó chỉ khác nhau về cái chi tiết đèn thôi, còn cái form khung là y chang nhau hết. Và con này đặc biệt đó là hàng rất là hiếm, là máy dầu hình như là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nếu như mà nó máy 4.4 nhưng mà chạy chắc lanh quanh đâu khoảng máy 3 chấm của máy xăng thôi anh chị. Rồi, con này nha, giá cực kỳ sốc luôn, 3.950 tỷ, bây giờ em Hưng giảm còn giá 3.100 tỷ nha anh chị, còn thương lượng luôn. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ em Hưng nha, để em Hưng quay nội thất cho anh chị em xem. Nội thất là zin nguyên bản nha, con này là trắng nội thất nâu nha, trắng mà nội thất nâu nữa là gọi là cao nhất của dòng xe sang rồi anh chị.
Tại vì xe sang nó còn tùy thuộc vào nội thất nữa nha. Còn tùy thuộc vào nội thất nữa. Thì như con màu trắng mà còn nội thất nâu này là gọi là đỉnh, là cao nhất của dòng xe, của dòng xe sang rồi anh chị. Còn nếu mà trắng nội thất kem thì nó khác nha. Rồi cái màu đen mà nó thất đen là nó khác, là màu màu đen, màu trắng, màu đen nội thất nâu rồi nó khác nữa anh chị. Còn màu trắng nội thất nâu là cao nhất trong trong đó rồi. Như anh chị mua option lựa chọn là nó cao nhất nha anh chị. Con này là da chừng của nó là bọc da lộn luôn nha, rất là xịn sò. Trên nguyên bản của này vậy 3 tỷ 100 triệu còn thương lượng nha anh chị. Đặc biệt là chiếc xe này em Hưng hỗ trợ anh chị trả góp được nha. Anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ em Hưng, em Hưng sẽ có hướng xử lý cho anh chị đó. Rồi em cảm Hưng cảm ơn nha. Em Hưng bây giờ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe nữa là con này hiện tại là rất là hiếm, giá rất là tốt. Anh chị em nào mà đang tham khảo mẫu xe này liên hệ hơn. Chiếc mắt anh chị là chiếc Land Cruiser Prado VX 2 sản xuất 2023 nha. Con này là gần như như mới luôn anh chị. Mà xe hãng hiện tại là cộng là 200 triệu và chờ đâu đó khoảng 6 tháng mới có xe. Thì lăn bánh con này khoảng 3 tỷ 2. Nhưng mà hiện tại chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán cái giá là rất là mềm, rẻ hơn khoảng được 400 triệu 300 triệu, hơn 300 triệu anh chị. Xe thì gần như là mới nha, nó 2008 thôi, giống như chạy Rodai vậy anh chị, chưa hết Rodai nữa mà. Con này là chủ xe là đăng ký hồi tháng mới đăng ký hồi tháng 7, nghĩa là anh phải đặt hàng từ hồi tháng 6 hay từ tháng 12 năm ngoái anh chị mới có xe. Bây giờ mới có xe nha. Để đóng cửa rồi. Đấy, Prado VX nha anh chị, sản xuất 2023 nha. Con này bây giờ giá thị trường là 2 tỷ 850 nha anh chị, 2 tỷ 850 triệu. Còn thương lượng chút đỉnh thì anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ em hơn nha. Ok, quá mới luôn. Anh chị em nào mà đang có tìm hiểu dòng xe này thì con này không thể bỏ qua nha anh chị nha, tiết kiệm được rất là nhiều. Rồi, em Hưng cảm ơn hỗ trợ trả góp toàn quốc nha. Xe em Hưng có hai mẫu Carnival giá này rất là rẻ luôn anh chị. Đầu tiên em đi chiếc Luxury này em Hưng vừa lên video clip bản full cho anh chị ha, chi tiết luôn. Thì con này là đời 2022 nha anh chị, lăn bánh mới thì đâu đó khoảng là gần 1 tỷ 370 triệu hay sao á. Đúng rồi, khoảng 1 tỷ tư á anh chị, là con Luxury này nha. Là nhưng mà hiện tại giá con này em Hưng đang chào bán với anh chị á, là chỉ có hơn tỷ thôi, mà đời 22 nha anh chị, bạn Luxury 8 ghế ngồi. Con này thì phục vụ cho anh chị em nào mà đang tham khảo Sedona, có thể là nhỉnh lên tí nữa là chúng ta được không mẫu Carnival. Nhưng mà mẫu này thì cái nào nó 8 ghế và option nó sẽ bị cắt vài cái option đi, nhưng mà tùy mọi người sẽ thấy nó đẹp hoặc là nó thấy nó không đẹp. Vẫn đầy đủ option là hai cửa lùa điện chị ha, gọi hết ghế da đầy đủ hết. Đây, ghế da đầy đủ hết nha anh chị, không có cửa sổ trời nha. Và thằng này thì bị cái là nó cái cần số nó không đẹp, cần số là cần số đẩy bình thường thôi. Anh chị em nào không quá cầu kỳ về chi tiết thì thăm mẫu này rất là ok nha anh chị. Vô lăng vẫn trợ lực điện, vẫn có cruise control nha. Nội thất thì chủ xe ốp carbon hết rồi anh chị, rất là đẹp luôn. Xe chạy được 59.000 km nha. Xe này thì nó là đăng ký đầu 2022. Hiện tại là cũng cuối 2023 rồi. Chạy 59.000 km thì cũng không quá là nhiều anh chị. Rồi, bây giờ thì con này em Hưng đang chào bán là có 1 tỷ 050 triệu anh chị. Rẻ hơn những showroom khác là tầm đâu 50 triệu luôn. Tại vì mà con xe này rất là 59.000 km là mình đánh giá là nó nhiều. Theo là tụi em mua bán xe nha anh chị, mua bán xe thì nó đánh giá nó là hơi nhiều tí, nhưng mà ra là cũng bình thường thôi ha. Nhưng mà mua bán thì mình bắt buộc phải căng ke từng chút. Rồi màu này thì nó lại mềm hơn màu trắng khoảng 30 triệu ha. Anh chị em nào không quan tâm màu sắc quá thì chúng ta mua xe quá là lợi luôn. Rồi em Hưng hỗ trợ trả góp qua ngân hàng thì anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 400 triệu là lấy được xe nha. Kia Carnival Luxury đời 2022. Thế em Hưng có chiếc Carnival Signature máy dầu đời 2022 luôn anh chị. 2022 luôn nha. Đấy.
Đây là bản cao cấp nhất, có gói an toàn chủ động, có labu, có hai cửa sổ trời, hai ghế điện ha. Chạy đúng 13.000 km chị, con này là chạy siêu nước luôn, 13.000 km nha. Cực kỳ mới. 13.000 14.000 km chứ, 14.000 km là gì? Cực kỳ mới luôn. Đấy. Labu đồ ha. Hai ghế trong là hai ghế điện. Hai cái này là hai cái điện nha. Rồi à, chiếc này thì thời điểm anh chị lăn bánh mới á, là khoảng là 1,7 tỷ. Nhưng mà hiện tại cái mẫu này á, là bây giờ giá chỉ còn là 1,350 tỷ thôi anh chị, mà còn thương lượng nha. 1,350 tỷ mà còn thương lượng. Anh chị nghĩ em chạy mới có 1 năm mà mới có mười mấy ngàn km thôi đã mất cả 350 tỷ anh chị, quá là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà xe nó rẻ đến như vậy anh chị. Cỡ này là những dòng này là cực kỳ giữ giá, tại nó chạy trụ được anh chị. Những xe này chạy trụ cực kỳ giữ giá nha. Mà con này là mất tới 350 tỷ anh chị, quá khủng khiếp. Nhưng mà lại là một cái rồi hợp lý đối với người mua nha. Đối với người sử dụng như chúng ta thì khi một cái xe thị trường như thế này, mặc dù là nó hơi có biến, nhưng mà anh chị em nào đang có nhu cầu mua xe thì mua thời điểm này rất là ok luôn, giá quá là rẻ. Rồi anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ cho em Hân ha. Em Hân hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, thì mẫu xe này chị em chuẩn bị đó tầm khoảng 500 triệu lấy được xe. Ok. Rồi em Hân sẽ đi vào hai chiếc Sedona. Hai chiếc Sedona của em Hân. Đây, ba chiếc Sedona chứ. Bên Hân hiện tại có 3 chiếc Sedona, thì em Hân sẽ đi từ đời thấp lên đời cao nha. Anh chị em xem phù hợp với mẫu nào thì lựa chọn mẫu đó. Đây là em Hân đang có mẫu xe Kia Sedona đời 2019, bản Platinum D. Bản Platinum D thì nó đổi, nói chung là từ 2019 đến 2021 thì đổi tên thôi anh chị. Platinum D và Luxury D thì nó cùng là một form nha. Là nó sẽ có là đèn, là bản quay clip rồi, sẽ có đèn chiếu sáng là bi đôi nè. Hộp số tự động là 8 cấp nha. Đấy. Rồi phanh tay điện tử nha anh chị. Con này là đời 2019, chạy được 7 vạn km, biển thành phố Hồ Chí Minh, full lịch sự bảo dưỡng hãng nha, không có dịch vụ, cực kỳ đẹp luôn. Xe này là của người quen em Hân nha anh chị, xe này của người quen em Hân bán lại nha. Nên là chất lượng xe em Hân bao cặp đảm bảo cho anh chị luôn. Anh chị biết là mình làm mà mình người quen người ta tin tưởng, người ta để lại xe cho mình là rất là hạnh phúc anh chị, rất là vui, rất là vui nha. Như xem này, độ nhám nè, vô lăng đồ là cần đầy đủ hết nha anh chị, full lịch sự bảo dưỡng hãng luôn. Em Hân có xe lúc mà chỗ anh chị qua chụp hình về là anh chị cứ nghĩ nha, mua hai cái khăn bự quăng lên lót sàn để lót chân nha, để giặt cho nó dễ giặt đó. Rất là kỹ cỡ vậy. Giờ này sẽ được cái là có rèm cửa nha, có rèm cửa nè, rèm cửa trước, rèm cửa sau nè, hai cửa sổ trời, hai giá. Hiện tại con này rất là mềm. Cái này một tháng thôi anh chị, nếu em mà muốn mua con Sedona đời 2019 máy dầu là anh chị em phải bỏ ra tầm khoảng đâu đó gần 900 triệu nha, gần 900 triệu. Nhưng mà hiện tại con này Hân đang chào bán mức giá cực kỳ mềm nha anh chị, 865 triệu nha, 865 triệu hỗ trợ trả góp. Anh chị em chuẩn bị đó tầm khoảng 350, 400 triệu rồi lấy được xe nha. Rồi em hỗ trợ được 63 tỉnh thành luôn. Anh chị em nào mà quan tâm liên hệ em Hân. Lãi suất hiện tại rất là tốt, và đặc biệt là anh chị em đừng có để nợ xấu nha, nợ xấu hiện tại bây giờ là thua luôn, không có ngân hàng nào làm được nha. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 giờ bỏ hết anh chị. Ngày xưa là còn xử lý được, như nhóm 1, nhóm 2 mà xử lý được, bây giờ là không dám làm luôn anh chị. Nhưng cho vay rất là dễ, nhưng mà nợ xấu là thua luôn nha. Thành ra anh chị đừng vì một chút, dù như là bực giận hay là mua góp thằng FE hay là mua góp thằng gì đó trả góp giận nó, thì còn thiếu vài chục ngàn, vài trăm ngàn anh chị bỏ nha. Đến lúc mà mình cần vay vốn là không bao giờ vay được luôn anh chị, rất là khó như vậy. Thành ra là mình phải xử lý thôi nha, đừng có dại dột mà mình đi sợ, tại tụi nó là nó có đăng ký pháp nhân ở ngân hàng nhà nước hết rồi. Nó mình thiệt thôi, không phải họ thiệt đâu, ngân hàng bây giờ là chỗ cho vay tiền rẻ nhất rồi. Anh chị vay ở ngoài phải 2.3 chấm, bạc 3, bạc 4, có bạc 10, bạc 20, ngân hàng chỉ có bạc 1 thôi nha. Rồi ok, cái theo em Hân là có mẫu xe Kia Sedona nữa, đời 2020 anh chị,
2020 màu đỏ cherry rất là đẹp ha. Con này thì chạy được 35.000 km thôi anh chị, rất là mới luôn. Đấy mà giá hiện tại của em mẫu này là rất là mềm nha, tại cái màu đỏ này đánh giá là khó bán. Khó bán hơn màu trắng, thành ra nó sẽ rẻ hơn màu trắng khoảng đâu đó là 40 triệu. Như mẫu này là em Hưng đang hiện tại đang bán chỉ có 910 triệu thôi nha. 910 triệu anh chị, mà xe đi ít quá đi thì có 35.000 km thôi. Rồi rất là zin nguyên bản luôn. Zin nguyên bản anh chị. Cực kỳ đẹp. Có loa súp đồi đủ hết ha. Đây. Ghế anh chị nó gần như là mới luôn mà. Cũng đã lên lót sàn này đủ hết rồi. Đấy. Ok. Thì mẫu này thì bây giờ hiện tại bên em Hưng đang chào bán giá hiện tại của nó là chỉ có 910 triệu nha anh chị, 910 triệu và hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Thì anh chị em cũng chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 350 400 triệu là lấy được xe nha. Rồi thì anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ em Hưng nha, cũng xin nhắc lại đừng nợ xấu là em Hưng xử lý được cho anh chị. Rồi. Cuối cùng thì em có mẫu xe Kia Sedona đời 2021 màu trắng nha anh chị. Màu trắng đời 2021 nha. Xe này chủ xe cũng lên khá là nhiều đồ chơi nha. Ví dụ như là đèn bi đã sáng rồi, nhưng mà chủ chơi cặp bi sáng hơn nữa anh chị ha. Đăng kiểm bình thường không vấn đề gì cả nha. Xe chạy được 70.000 km nha. Và đặc biệt là cái nội thất của nó anh chị. Xe này đăng ký là cuối 2021. Cuối 2021 là sẽ có những mẫu là nó là nội thất màu be, màu xám anh chị. Vì nội thất này nó ngộ, nó khác với nội thất của hai con xe kia là tại vì cuối 2021 nó sẽ có nội thất là màu xám. Đó. Thì chủ xe người ta không thích màu xám, thành ra là người ta bọc lại cái ghế làm màu be ha, nhưng mà cái muối anh chị rất là đẹp nha. Cái muối làm sẵn là bọc luôn giống như là ghế xe mệt vậy anh chị. Em ghế xe mệt, em ghế máy bách vậy ha, rất là đẹp ha, rất là sang luôn. Lên lót sàn cùng tông luôn nè. Đấy. 79.000 km ha. Sừng sùi đồ là còn đầy đủ hết anh chị. Đây. Rồi. Con này nếu như mà xe đi nhiều thì xe đi ít thì giá lên quanh khoảng hơn tỷ tí. Nhưng mà con này nó đi hơi nhiều thành ra là giá hiện tại rất là mềm, 990 triệu nhưng mà còn thương lượng nha. Anh chị em nào mà quan tâm cần phục vụ cho công việc hoặc gia đình, màu trắng, đồ chơi có sẵn hết rồi. Liên hệ hơn, xe thì còn bảo hành chính hãng tới 2024 luôn. Và giá đang chào bán con này là 990 triệu nha, vậy 990 triệu và hỗ trợ trả góp. Cũng chuẩn bị đó tầm khoảng là 400 triệu rồi để được xe nha anh chị. Ok. Rồi. Ok và đây là hiện tại bên Hưng đang còn trống rất là nhiều chỗ vậy, trống rất là nhiều chỗ nha, đang bày xe coi là bày kiểu như là nới ra, đang cần thu mua rất là nhiều cái dòng xe luôn. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu cần đổi xe bán xe thì nhớ ủng hộ em Hưng nha. Đấy, em Hưng quay cho chị xem rồi. Cảm ơn quý anh, nóng quá trời, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em Hưng. Nếu như mà có góp ý kiến gì cho em Hưng xin để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi đến cuối video này luôn rồi, đặc biệt những anh chị em nào mà xem đến cuối video liên hệ em Hưng, nói là anh đã xem hết video báo giá mày, cuối video đó mày cho em sẽ tặng cho anh chị một món quà nhỏ nhỏ nha, về những cái tổ sạc hay gì hay cái đồ treo điện thoại gì đó gửi tặng nơi luôn đấy. Cảm ơn quý anh chị nha. Rồi xin đừng cho em Hưng một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật nhiều mẫu xe với bình Hưng nha. Cảm ơn lại quý anh chị.